chị không ấy. Ừ. Ăn món anh ghét chứ. Anh ghét mấy món nồi thịt, cái món món nuôi là món em thích ăn, nó dễ bước nhanh nhất. mắt không nhai mà cái cục Ăn bột nó bự cơm nhai, nó này nuốt chửng không mà nhai. ghê, ăn mà nuốt chửng. Gì, nước cam chút xô xô á. Sao có hai chị em vậy? Muốn mà Mấy người kia đâu, công ty cũng được 5, 6, 7, 8 mạng mà. bốn người ăn một nơi xong ngủ nghỉ à. Tự nấu mà sao có quýt heo nữa vậy? Ai tự nấu? Ủa, chứ tưởng là kêu đi mua. Ủa lộn, tưởng kêu tự nấu. Trời trời đi mua. Trời nó mưa, nó kiểu như nó trầm cảm luôn, nó mưa ngày trời. Mưa trầm cảm, Nó mưa, thời tiết nó âm ai u. thích mưa, ai bị bảo anh kêu anh thích mưa mà. Nó mưa nhưng mà nó mưa, thằng nó mưa mạnh đi, nó cứ âm u mà. Âm u chán chết luôn. Nó âm u ha, thằng nó mưa lớn, nó mưa được chắc được 10 phút. Còn nó mua lớn đi, nó mua lớn cho nó đã.
kia về chưa? Tối nó về, nó chiều tối gì nó mới về. Mà sao về trễ vậy? Rồi em đi làm rồi mấy đứa nó ăn cái gì? Nên Sài Gòn mà cũng kế bên đó, mò ra ngoài ăn còn đặt với tốn tiền. Thiệt Ai luôn biết á. rồi. Siêu làm biếng nữa trời, mỗi lần đặt nó tốn thêm 20.000 với bộ tiền tiền ship hai mấy ngàn. Nghe nói chị em mình một khi đi đặt trà sữa cũng đặt về đây không tốn tiền xíu. Cái gì nữa? Tự nhiên nay cho nhiều nuôi rồi ta, cảm giác nó nhiều hẳn ra. Nhìn thấy nuôi là anh bỏ chạy. Thả nhìn bánh canh anh ăn được nha. Còn nuôi thì thua. Đang tổng hợp cả hai rồi, Anh có làm một cái ít đó bánh canh ngoài nữa. cái cọng bún nào mà nó nhỏ nhỏ thôi, cọng bún bự là anh làm biếng nhai lắm, anh ngán anh ăn không nổi. Xay cháo ra ăn. Bà hay quá. Nuôi mà đi xay cháo ra mà cũng quá trời quá đất lắm rồi. Trứng vữa gì ngon ghê. Cái gì? Trứng là dữa. Nói gì không nghe luôn á, nói chậm chậm thôi. Bạn này là vữa nước nha. Này ngon quá à. Ăn trong chánh niệm đi vợ, ăn trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, Trong chánh niệm biết ăn trong chánh niệm không? Nếu mà ăn là tập trung ăn, là tận hưởng cái ăn, cái hương vị của đồ ăn, không có lướt laptop, không có lướt Facebook gì hết, nên ăn trong chánh niệm. mày là anh chưa thấy phòng ăn à? Mà tay nó ngồi mắt thì nó mắt thì nó điện thoại mà vẫn ăn bình thường, em cũng bình thường thôi. Nói gì hết, nói hai chị em mình ăn trong chánh niệm lo tập trung ăn được quá hay ghê. Ăn trong chánh niệm biết cái Lẹo gì không? ngon. Mà mai mai còn gì, mai ăn trong chánh niệm nó ăn thiệt nhanh. Mai ăn như cái máy á mày. Nãy anh quất nguyên tô cơm má ơi. Cả một ngày làm biếng rồi, ngồi ăn với ngủ. Anh làm như anh kiểu anh tưởng em thích ăn tốt lắm gì anh đem một đống á. Cho tha hồ anh ốp nội rồi anh dừng tha hồ anh tha hồ anh ốp Anh đang hơi thiếu ớt gì nha. tha hồ đâu nè, có anh
sữa chua gà hầm không có thể mua quá. Em để ngoài nhà mẹ em pha một hộp, xong em đem về nhà em một hộp. Mẹ mua hai hộp nó tặng cho một cái ly, ly bự lắm đi đó. Để uống á. Dạ, mà xong rồi đi ra nhà để uống cái sao cũng mất tích. Hộp rồi bị ai trộm mất tiêu cái hộp mình mới mua. Bây giờ luôn em chưa có thấy cái hộp nào đâu, chứ chơi có để mấy ba em đây cứ xe vô hát mất tiêu. Nhưng mà gì kỳ kìa, đồ người ta mà ăn chua. Cái việc gì làm chị đọc thì nắp không ạ. Mấy quên quên hai cái này. Quên mất hai cái bọc giấy tờ hủ luôn. Đây chị mua này. Rồi xuống cái kia ăn xong hủ rồi, thôi đi cà phê của em. Đâu? Đó một cái bé bị phải. Trái đu đủ nữa sợ ông ngồi nó nhiều quá.
xíu ở đây. Hôm nào làm đứt mạng à. Ngủ trưa rồi. Quên, chắc rồi đó, phải kéo đi qua.
sợ ghê. Xem phim mà Hàn Quốc. Tút 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 thôi kìa. Làm biển thì đủ nguyên ngày. Mai vô tuần xiên cho lại. Nhưng tính ra hồi sáng xiên được tới 11 giờ luôn. Ngồi đọc sách. Nằm này kia. Ông cái đi nấu cơm ăn xong cái no, ăn no xong cái làm biến luôn. Ăn no xong cái nó lăn ra làm biến ngang. Mình được 70 đô tiền mễ này. Lượm tiền mà tiền mễ nó Hay quá, đi lượm tiền luôn vậy. đi đó, đi ra ngoài đường đó, là mắt quanh cúi nhìn xuống dưới đường á bây giờ Không có mắt đã bung mắt rồi mà còn cuốn xuống dưới đường mà không lo nhìn đặc được. biệt là mới nhìn vô trong cái vỉa hè á, tiền nó hay nằm trong người ta hay nằm rớt lắm. Không cho anh đi ra đường là anh cứ nhìn xuống dưới đất nhìn 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 có gì rớt không. Việt Nam nhưng mà nó nhỏ hơn, nó cũng polymer luôn mà. Tổng tờ 50 là màu này, tờ 20 màu này. Giống Việt Nam không? Ồ, tính ra cái này cũng 30 ngàn, hơn 1 đô, 30 ngàn. Như vậy được cái này là được tới 70 ngàn. Ngày ăn được 2 tô phở. Sao? Là cúp điện đó. Vậy hả? Chị trời, chị không bị cúp điện. Con cũng kiếp. Anh tưởng em tắt đèn chứ. Không, cúp điện. May này bật máy lạnh, nó lạnh được miếng, không mở cửa đâu.